Vừa qua, Học khu Westminster đã tổ chức một sự kiện khá hấp dẫn, đó chính là triển lãm sáng tạo trong giáo dục. Từ 4 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng, 2023, tại trường trung cấp YN 14171, đường Newland, Westminster. Đây là một sự kiện miễn phí và vào cửa tự do. Học khu Westminster hân hạnh ra mắt buổi triển lãm sáng tạo trong giáo dục nhằm trưng bày những công trình xuất sắc nhất do học sinh thực hiện và trình bày các ý tưởng mới, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục. Các chương trình chuyên biệt của học khu Westminster bao gồm sinh hoạt thực nghiệm cải tiến, những màn trình diễn, thành quả và kết quả học tập nhóm của học sinh, trò chuyện với giáo viên và nhân viên của học khu Westminster. Mở đầu là phần trình diễn văn nghệ của các học sinh được tập luyện công phu. Trong chương trình phóng sự hôm nay, Phạm Thanh đang có mặt tại trường Warner Middle School thuộc thành phố Westminster. Ngày hôm nay bên trong cái phòng thể dục của trường này đó tổ chức một cái gọi là innovation event, tức là tụ tập tất cả những các trường có những cái thành tích học tập, những cái phát minh của những em học sinh tiểu học và trung học đến đây. Thưa quý vị, tại event hôm nay đó thì chúng tôi có sự hiện diện của ông David Johnson, là Board of Trustees thuộc Westminster School District, cũng như là ông hiệu trưởng của trường Warner. We sure do. This Sunday at 11 a.m. over at the Orange County Fairgrounds, we have the Tet Festival, and DeMille Elementary, our dual immersion Vietnamese and English program, will be performing. It's going to be a lot of fun. We're going to have many students out there performing and dancing, and we also have a booth for you so you can learn all about the very first dual language Vietnamese and English school in all of California. Chủ nhật tuần sau sẽ có một tổ chức ở Orange County Fairground về Việt Nam và về Tết. Sẽ có trường DeMille, ngay đây sẽ có trường DeMille của gia diễn để cho thấy trường học đầu tiên ở trong Cali mà đã có học tiếng Việt và tiếng Anh. Theo chân thầy hiệu trưởng, nhóm phóng viên chúng tôi được giới thiệu các gian triển lãm và thật bất ngờ với những thành tích mà các em đã sáng tạo được qua học tập. You guys want to come with me? Come on, let's go. So, first off, I want to show you guys DeMille Elementary, which is right here. Now, DeMille Elementary is our feeder program for our dual language immersion program. So, they have it from kindergarten through sixth grade, and then after they're done, they come to us for seventh and eighth grade. So, that's DeMille Elementary, okay? Come on down, we'll see some more. And then this, come on down. And then this is Anderson Elementary, who is also one of the feeders to Warner Middle School. And they have an amazing program here as well. And so that's Anderson. And then we can head on down. These are some wonderful Anderson staff and the wonderful principal, Ms. Kim Breckenridge. Amazing staff. And there's their principal, if he could wave.
And then come on, I'll show you Warner's table. Let's go this way. Hi, and then this is Warner Middle School, where these two wonderful young men go. And Warner Middle School, as I've been talking about, has a lot of wonderful programs. Here are a couple of our staff members, Mr. Garrett and Mr. Souza, who are busy chatting with new parents. Stacy offers an amazing, also another great robotics program, an arts program, some amazing structural engineering and science. And then this is the amazing Mears Elementary. Mears is also one of Warner's feeder schools. And this is both the Mears principal, Ms. Kathy Kane, and one of their wonderful staff members. And again, Mears feeds into us, and wave hello to them. Hayden Kids having a little snack, and then the Hayden principal and a staff member here. Hayden's a wonderful feeder school for us, and we're so proud to work with them. Westminster Academic Innovation Summit. We have all of our schools here. They do amazing work and raise beautiful, intelligent and wonderful young people. So thank you so much for taking some time with us. Từ các động cơ khí động học phản lực đơn giản tạo ra từ những bong bóng đến các sáng tạo về dụng cụ hỗ trợ học tập, mô hình về sự hợp lý trong công nghệ tự động hóa, các hệ thống robotic điều khiển bằng computer và rất nhiều các công trình của các em học sinh được triển lãm bên trong phòng thể thao của trường Warner. Từ kỹ thuật đến các thành tích khác trong văn hóa, thể thao cũng được trưng bày trong các gian hàng triển lãm ở sự kiện này. Những sự kiện tiếp theo trong tháng đầu năm 2023 sẽ chú trọng vào thành tích mà các chương trình giáo dục song ngữ của học khu Westminster mang lại. Đây là một nỗ lực rất lớn của cộng đồng đã dày công vận động trong nhiều năm qua để học khu Westminster có chương trình giáo dục song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Đặc biệt, các thành tích học tập của học sinh gốc Việt trong học khu Westminster và Garden Row luôn là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh Việt Nam trên quê hương thứ hai này. Và sau lưng Phạm Khanh và cũng như là Benny Phạm đây, đó là các em thuộc ban nhạc của trường Warner Middle School. Benny, say something about the event today. Hi, we're here at school convention. It's like a little open house. And behind me is Warner students. Yeah, okay. Thưa vị, Benny cũng là những một trong những học sinh ở đây. Thưa vị, đây là các em học sinh của trường Warner.